Buổi tối em thường gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ, chúc Tết bố mẹ. Nên em cảm thấy là mặc dù có hơi xa nhà nhưng mà em cảm thấy cái Tết rất là ấm cúng ạ. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra ngày, kiểm tra đêm theo định kỳ cùng với các máy móc thiết bị sẵn có như kiểm tra camera nhiệt, camera cam rồi là đo nhiệt độ để đảm bảo cấp điện cho nhân dân. Trong ngày nghỉ Tết thì công ty cũng đã lên lịch kế hoạch trực Tết với khoảng 60% số lượng cán bộ nhân viên tham gia trực Tết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết Nguyên đán. Tại Quảng Ninh, nơi giai cấp công nhân và nông dân vẫn luôn lưu giữ truyền thống ra quân sản xuất ngay ngày đầu tiên của năm mới. Và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này là một cái Tết vô cùng ấm áp bởi các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các tầng lớp nhân dân để ai cũng có Tết. Và sau thời gian vui Tết đầm ấm bên gia đình thì chúng ta lại bắt tay ngay vào hiện thực hóa những dự định của năm mới. Và tôi đang đứng tại cánh đồng lúa của xã Việt Dân, thị xã Đông Triều. Dù đang trong những ngày Tết nhưng không khí của tiếng máy, tiếng nói cười của người dân ra đồng sản xuất ngày đầu năm đã rất nhộn nhịp. Vụ chiêm xuân năm nay, thị xã Đông Triều sẽ đưa khoảng 4.000 hectare vào cấy lúa. Chiếm tới 95% diện tích trong số đó là các giống lúa chất lượng cao, có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi về thời tiết, sâu bệnh, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ gạo như CT100, CT120, CT37, CT52, BC15 cùng các loại hương thơm, đài thơm, bắc thơm, thiên yêu và một số giống lúa lai. Để vụ chiêm xuân giành thắng lợi toàn diện, ngay khi tiếp nhận phương án sản xuất của thị xã Việt Dân đã kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch sản xuất và triển khai sớm cho bà con nông dân về lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn chuẩn bị các khâu dịch vụ. Lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn cũng tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng để có những biện pháp hướng dẫn sản xuất kịp thời cho bà con nông dân. Với 160 hectare của vụ chiêm xuân năm 2024, chúng tôi đã tập trung vào chỉ đạo, đặc biệt là với hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tham mưu cho địa phương đưa các loại giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, cũng như là đảm bảo sẵn sàng dọn các mương tưới tiêu, phát bờ thửa phục vụ nước cho công tác đổ ải cũng như là các dịch vụ làm đất trên địa bàn để đảm bảo 100% kế hoạch sản xuất của vụ chiêm xuân năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này không khí Tết Nguyên đán vẫn đang tràn ngập trong mỗi gia đình Việt, nhưng để chuẩn bị cho một mùa vụ nông nghiệp mới thành công thì nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và thị xã Đông Triều nói riêng đã tất bật hối hả xuống đồng để xuống giống và thực hiện các biện pháp canh tác kỹ thuật đảm bảo khung lịch thời vụ. Bác ơi, con chào bác ạ. Bác ơi, bác dừng tay con nói chuyện một chút ạ. Có phải bác ngoài đây ạ? Dạ vâng ạ. Bác ơi, năm nay vụ chiêm xuân gia đình nhà mình cấy được bao nhiêu sào lúa ạ? Năm nay là cấy được một mẫu, nhưng bây giờ là thực tình là mới cấy được một lửa là được 5 sào. Còn sau Tết nữa là cũng là cấy là hết diện tích. Bác ơi, vụ mùa năm ngoái thì gia đình nhà mình thu được bao nhiêu tấn thóc ạ? Vụ mùa năm ngoái là gia đình thu được 2 tấn. Dự kiến của cái vụ này thì của vụ chiêm, vâng, thì bao giờ vụ chiêm cũng cao hơn là vụ mùa. Thì là cứ quả nhà này cấy cái thóc đang gieo đây của bà con thế thì phải đạt vào cỡ khoảng có độ 3 tạ hoặc 2 tạ 7 trên một sào. Vậy thì thu nhập sẽ có sự thay đổi như thế nào ạ? Giá thóc ngay bây giờ cũng phải 2 triệu 3 trên một tạ, chứ không còn 700 hay 800 nữa. Dạ vâng, như vậy là cả về sản lượng lẫn giá cả của mình trong cái vụ chiêm xuân này là sẽ đều tăng hơn so với tăng hơn, cao hơn. Dạ vâng ạ, đây là thông tin rất là đáng mừng đối với bà con nông dân. Xin cảm ơn bác nhiều ạ. Chúc bác và gia đình sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe và có một cái vụ mùa thực sự thắng lợi ạ. Xin cảm ơn bác rất xin nhiều. Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hộ nông dân thì thời điểm này, các công ty và các hợp tác xã trên địa bàn thị xã Đông Triều cũng đã tất bật chuẩn bị xuống giống ngay từ đầu năm mới. Và đứng cạnh tôi ngay lúc này xin được giới thiệu ông Lê Quốc Duyến là trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều. Dạ vâng, thưa ông, để đảm bảo cho vụ mùa năm 2024 đạt năng suất cao thì thời gian tới thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào ạ? Đối với Đông Triều thì diện tích lúa vụ chiêm xuân năm nay cũng rất là lớn, chiếm 3.996 hecta, trong đó cái giống lúa chất lượng thì có 3.732 hecta. Thì đây là cái địa phương chủ lực của Đông Triều cũng như là của tỉnh Quảng Ninh trong sản xuất các cái chán lúa.
để đảm bảo cái năng suất thì thị xã cũng đã chỉ đạo cho các xã phường tập trung gieo cấy trong cái dịp này, bởi vì là ngày 25 âm tháng chạp vừa qua thì nập xuân rồi. Giải pháp để cho cái trà lúa có năng suất cao thì chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các xã phường để dự báo về thời tiết, vì trong năm nay thời tiết thì có những cái đợt rét rất là đậm, thì là chủ động chỉ đạo cho công ty thủy lợi Đông Triều cũng như là các hợp tác xã dịch vụ đảm bảo cái nguồn nước tưới giữ độ ẩm cho các cái trà lúa trong khi mà bà con đã gieo xạ gần như cơ bản. Dạ vâng, hiện tại thì không khí sản xuất của bà con trên địa bàn thị xã Đông Triều nó rất là phấn khởi. Vâng, ngay đầu năm mới đã xuống đồng rồi. Chúng tôi sẽ cùng chúc cho ngành kinh tế của thị xã Đông Triều một năm mới sẽ gặt hái nhiều thành quả và chúc cho ông nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn. Ngay trong sáng mùng 1 Tết, 1.800 công nhân đang làm việc tại các nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên lại tiếp tục bắt tay vào sản xuất trong không khí hồ hởi phấn khởi của những ngày đầu năm mới. Tất cả các phân xưởng đều hoạt động bình thường như những ngày trước Tết. Đây là một trong những doanh nghiệp có số lượng công nhân làm việc xuyên Tết lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Để động viên người lao động làm việc trong những ngày nghỉ Tết, ngoài tiền lương cao hơn 3 lần so với những ngày bình thường, công ty còn có nhiều chế độ đãi ngộ khác để động viên, khích lệ người lao động yên tâm ở lại làm việc trong những ngày Tết. Đến thăm và động viên công nhân làm việc trong những ngày nghỉ Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên chúc Tết cán bộ công nhân người lao động công ty ngay ngày đầu năm mới thể hiện quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột chính của nền kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi thấy được một khí thế thi đua lao động sản xuất hăng hái ngay trong đầu năm mới tại công ty, đồng thời trân trọng đối với những đóng góp của công nhân lao động đã ở lại làm việc xuyên Tết để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, văn minh cho người lao động với mức thu nhập ổn định, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và thị xã Quảng Yên tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho công ty trong quá trình hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, đây là bộ phận sản xuất module của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar Việt Nam. Và đứng cạnh tôi lúc này là hai bạn công nhân rất chăm chỉ. Xin chào hai bạn nhé. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình được không? Em tên là Hoàng Văn Toán, em quê ở Bắc Giang. Sau một thời gian làm việc ở đây em cũng thấy khá là ok chị ạ. Tại vì công ty này có chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng cao. Em làm từ tháng 3 đến tháng 9 thì lương thưởng của em là được chục triệu. Thế thì chúc cho bạn cũng như là gia đình của mình có thật là nhiều sức khỏe nhé. Có một năm mới bình an, hạnh phúc và tiếp tục cố gắng có thêm động lực để làm việc, đặc biệt là trong cái dịp Tết đến xuân về như thế này nhé. Thế còn với bạn bên cạnh thì sao nhỉ? Cảm xúc thế nào trong cái dịp Tết đến xuân về mà không được ở bên gia đình như thế này? Năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà thì thực ra là em cũng rất là buồn vì không được ăn Tết với, không được xung vầy với gia đình. Thế nhưng mà vì đơn hàng gấp của công ty nên em đã tự nguyện đăng ký đi làm Tết. Buổi tối em thường gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ, chúc Tết bố mẹ. Nên em cảm thấy là mặc dù có hơi xa nhà nhưng mà em cảm thấy cái Tết rất là ấm cúng ạ. Thế thì Phương có thể chia sẻ dự định của mình trong năm mới 2024 này được không? Trong năm mới thì em có dự định là mua một căn chung cư mini nho nhỏ, vì em là người ngoại tỉnh ấy, cho nên là em muốn cuộc sống của mình sung túc hơn. Cho nên là em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để đạt được cái ước nguyện như em mong muốn ạ. Một cái mong ước có lẽ là cũng rất là chính đáng thôi đúng không ạ? Thế thì mong rằng những dự định của Phương trong năm mới 2024 này sẽ trở thành hiện thực nhé. Và cũng chúc các bạn có một năm mới tràn ngập sức khỏe bình an và tiếp tục gắn bó với công ty. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng thưa ông, sau 3 năm đầu tư vào khu công nghiệp Sông Khoai thì đây là năm đầu tiên mà doanh nghiệp bố trí cho lao động, toàn bộ lao động làm việc xuyên Tết. Thế thì liệu đây có phải là một cái tín hiệu lạc quan cho thấy rằng là đơn vị mình đã ký kết được rất là nhiều hợp đồng lớn và dài hạn không ạ?
Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi có những tín hiệu rất khả quan. Từ cuối năm 2023, chúng tôi đã nhận đủ đơn hàng cho năm 2024 với khoảng 8,6 GW, nghĩa là các nhà máy đã có thể hoạt động với công suất tối đa. Trong đó có nhiều đơn hàng gấp nên công ty phải bố trí công nhân làm việc xuyên Tết. Tuy nhiên, tất cả các công nhân đi làm trong dịp Tết đều được hưởng chế độ phúc lợi của công ty. Vâng, và ông có thể chia sẻ một chút về những kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2023 cũng như là những dự định cho năm mới 2024 này không ạ? Tháng 10 năm 2023, dự án công nghệ tế bào quang điện SinController Việt Nam mới chính thức khởi động sản xuất. Do đó, hết năm 2023, dự án mới đạt được 1,3 GW. Tuy nhiên, bước sang năm mới 2024, khi nhà máy hoạt động ổn định và đủ đơn hàng sản xuất cho cả năm, dự kiến sẽ đạt 8,6 GW, gấp 6 lần so với năm 2023. Dự kiến doanh thu của các nhà máy tại Quảng Ninh trong năm nay sẽ đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng nhiều lần so với năm 2023. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và chúc cho ông cũng như là gia đình có một năm mới tràn ngập bình an, hạnh phúc và chúc cho công ty sẽ ngày càng phát đạt ạ. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là công ty nhiệt điện Uông Bí. Năm 2023 vừa qua là một năm khá thành công với công ty này khi sản lượng điện đạt cao nhất từ trước tới nay và suất sự cố cũng giảm rất nhiều so với những năm trước. Không khí chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 đang ngập tràn trong mỗi gia đình trên mỗi con đường của thành phố Uông Bí. Nhưng tại nhà máy nhiệt điện này, các cán bộ kỹ sư, công nhân vận hành vẫn đang tích cực đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất trên 4 tỷ kWh điện theo kế hoạch năm 2024. Trong đó, kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô là hơn 2,3 tỷ kWh. Với không khí đầu xuân, thì công ty Uông Bí cũng triển khai như toàn bộ chuẩn bị nhiên nguyên vật liệu là công ty Uông Bí đã thực hiện đầy đủ để đảm bảo cho phương án phát điện. Kế hoạch sản xuất kinh doanh thì công ty Uông Bí đã lập toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đang triển khai kế hoạch để đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị để đảm bảo cho cái việc là sửa chữa cũng như là củng cố các thiết bị để đảm bảo phương thức vận hành. Đối với lực lượng cán bộ công nhân viên thì công ty Uông Bí bố trí đầy đủ để đảm bảo cho quá trình phát điện. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí có 2 tổ máy nhiệt điện than có quy mô công suất 300 MW và 330 MW, sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống. Mọi công tác vận hành của 2 tổ máy đều được thực hiện bởi các kỹ sư của phòng điều khiển trung tâm. Do đó, trong bất kể thời gian nào, dù ngày thường hay lễ Tết, các cán bộ kỹ sư ở đây luôn phải căng mắt theo dõi, bám sát các thông số kỹ thuật, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Em chào anh Hải. Chào. Dạ vâng. Anh ơi, thực sự là ngày hôm nay nếu như mà đến cái không gian làm việc của mình thì nếu như không có cành đào trang trí ở đây thì em nghĩ rằng là hôm nay là một ngày làm việc bình thường. Bởi vì theo em quan sát thì tất cả các vị trí công việc đều rất là đầy đủ. Anh ơi, xin hỏi anh là cái việc bố trí nhân lực trong ngày Tết này có khác gì so với ngày thường không ạ? Trong Tết hay công việc trong những ngày bình thường thì đối với anh em ca vận hành thì mọi ngày là đều là như nhau. Cũng như là kể cả ngày lễ, ngày Tết thì là anh em trực ca vận hành là vẫn luôn bám sát thiết bị và đảm bảo vận hành an toàn cho tổ máy. Anh ơi, vậy thì đến năm nay là bao nhiêu năm anh công tác tại đơn vị rồi ạ? Cũng gắn bó với công ty từ năm 2004, tính đến bây giờ là cũng vừa tròn 20 năm công tác ở trong công ty. Dạ vâng ạ, vậy thì với 20 năm công tác tại công ty thì đã có bao nhiêu năm anh làm việc xuyên Tết như thế này rồi ạ? Nếu không nhập thì cũng khoảng 6 đến 7 mùa Tết là mình được ăn Tết ở trong công trường cùng với anh em đồng nghiệp. Rất là nhớ, kỷ niệm rất là sâu sắc. Đó là khoảng vào năm 2009, khi anh em đang bắt đầu đón giao thừa, anh em đang chúc Tết nhau rất là vui vẻ, thì đột nhiên là có nghe thấy bên ngoài công trường là có tiếng rít rất là to. Thì anh em vận hành cũng như bên sửa chữa nó rất là nhanh chóng kiểm tra để xác định nguyên nhân sự cố. Cái này nó bị nhảy cái van an toàn của lò hơi. Cái này nếu như mình không giải quyết được nhanh thì có thể là sẽ gây sự cố và có thể là sẽ bị ngừng tổ máy, ngừng cung cấp điện khu vực. Anh em sau khi xác định được nguyên nhân sự cố thì cũng đã rất nhanh chóng
phối hợp để xử lý sự cố, và từ lúc phát hiện cho đến khi xử lý xong sự cố này thì nó chỉ rơi khoảng tầm hơn 10 phút. Sự cố đấy anh em xử lý rất là nhanh gọn, đảm bảo an toàn được tổ máy. Cái Tết năm đấy là anh em ăn Tết rất là vui vẻ. À, dạ vâng, xin cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, gạt đi nỗi nhớ nhà và niềm vui sum họp bên gia đình ngày Tết cổ truyền của dân tộc, những cán bộ công nhân kỹ thuật của công ty nhiệt điện Uông Bí vẫn đang cẩn mẫn theo dõi từng thông số, đảm bảo vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với chúng tôi đến với Điện lực thành phố Hạ Long để tìm hiểu xem công việc của những cán bộ công nhân ở đó đang diễn ra như thế nào nhé. Điện lực thành phố Hạ Long trực thuộc công ty Điện lực Quảng Ninh hiện đang quản lý vận hành gần 1.600 trạm biến áp các loại cùng hàng nghìn km đường dây điện cáp ngầm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hơn 115.700 khách hàng. Là đơn vị có số khách hàng sử dụng điện nhiều nhất trong tỉnh, trên địa bàn thành phố cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong dịp Tết. Từ tháng 11 năm 2023, Điện lực Hạ Long đã xây dựng kế hoạch, lập phương án tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, không để xảy ra tình trạng quá tải cho lưới điện, đồng thời linh hoạt trong cấp điện khi xảy ra sự cố hoặc sửa chữa lưới điện trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đơn vị đã sử dụng các loại thiết bị hiện đại như flycam, camera nhiệt hồng ngoại tầm xa, tầm gần và nhiều dụng cụ khác, tăng cường công tác kiểm tra ngày đêm các đường dây trung hạ áp nhằm phát hiện các nguy cơ phát nhiệt gây sự cố, thực hiện xử lý kịp thời, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho nhân dân vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024. Vào những ngày sát Tết, khi các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần gói bánh chưng xanh, chuẩn bị đón Tết, thì cũng là lúc cán bộ công nhân ngành điện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm điện, nhất là những nguy cơ xảy ra cháy nổ hoặc làm ảnh hưởng tới đường dây truyền tải cung cấp điện. Qua công tác tuyên truyền vận động của các anh, ý thức trách nhiệm về phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong những ngày Tết của người dân đã được nâng cao. Ngành điện phục vụ cho bà con nhân dân trong thành phố chúng ta là rất là tốt. Hai nữa, cái thiết bị gia đình mình có thể mình dùng cái gì thì ta dùng, còn cái gì ta không dùng nhưng ta nên tắt để vừa là đảm bảo vấn đề an toàn coi như là gia đình, và cũng tiết kiệm được cái năng lượng cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với các biện pháp tăng cường quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, đảm bảo không để xảy ra sự cố quá tải lưới điện, thì trong dịp Tết này, Điện lực thành phố Hạ Long còn tăng cường ứng trực 24/24 giờ như thế này để có thể xử lý thông tin cũng như là giải quyết các tình huống có thể phát sinh. Vâng, xin được chào anh Đặng Ngọc Cường. Anh Cường thân mến, là trong dịp Tết này thì thường xảy ra những sự cố điện như thế nào? Trong dịp Tết này thì thường xảy ra những sự cố không mong muốn, ví dụ như nhân dân... nhất là các trẻ nhỏ hay dùng những quả bóng bay trong quá trình vui chơi làm tuột tay thì sẽ bay lên và dây vào, gây vào đường dây, gây những sự cố bất khả kháng. Và thứ hai nữa là trong những năm nay thì nhà nước đã cho bắn pháo hoa đấy, trong những pháo hoa đấy thì nếu mà người dân không ý thức bắn ở những chỗ gần đường dây sẽ gây chạm chập, gây bất sự cố trên lưới điện của thành phố. Có rất là nhiều những sự cố điện có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán này. Vậy khi gặp những sự cố đó thì các anh sẽ, cái việc khắc phục ấy có khó khăn không ạ? Về cơ bản là những khắc phục sẽ tương đối khó khăn. Thứ nhất là khi mất điện thì nhân dân sẽ gọi rất nhiều. Trong quá trình gọi thì vừa phải giải quyết những cái vấn đề về chuyên môn, vừa giải quyết vấn đề về vấn đáp trả lời khách hàng theo trung tâm. Thì sẽ nhất là huy động của nhân lực sẽ rất chậm đi. Thứ hai nữa là cái chủ quan của đại đa số là cũng có về ứng trực là nhiều, nên cái huy động nhân lực để giải quyết những cái đấy sẽ gặp một số bất lợi về trong cái thời gian giải quyết sự cố. Mà đặc thù thế, nhưng mà cái điện lực đã có quán triệt là anh em đã ứng trực 24/24 điện thoại thông suốt hết, nên tất cả mọi năm là những vấn đề về liên lạc đã thông suốt và sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề trong thời gian nhanh nhất có thể. Như anh Đặng Ngọc Cường có chia sẻ, đó là vào một dịp Tết thì có rất là nhiều những sự cố xảy ra, và để các có thể khắc phục được những sự cố đấy thì chúng ta cần rất là nhiều nhân lực này, mất nhiều thời gian này. Vậy anh Nguyễn Xuân Chiến thân mến, đối với anh thì niềm mong mỏi vào lúc này đây đó là gì ạ?
tôi và tất cả anh em ấy rất là mong nhân dân trong dịp Tết sử dụng điện một cách an toàn, hiệu quả, và trước khi sử dụng các thiết bị trong gia đình và trang trí thì lên kiểm tra, rà soát lại thật kỹ càng. Và cũng mong mọi người hãy sử dụng điện một cách hợp lý để cho anh em trực điện trong dịp Tết được có cơ hội được nghỉ ngơi một chút so với ngày thường. Với những chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Xuân Chiến thì cũng là những cái mong mỏi của nhân viên ngành điện và cũng là những cái khuyến cáo để cho người sử dụng có thể đảm bảo được an toàn cho chính mình cũng như là gia đình. Và đứng cạnh bên Phương Loan lúc này đó là ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long. Vâng, xin được chào ông Sơn ạ. Ông có thể cho biết là cái việc bố trí lực lượng ứng trực 24/24 vào những ngày Tết như thế này thì có một cái vai trò quan trọng như thế nào? Như Phương Loan đã biết ấy, thì đối với anh em ngành điện cũng như là quản dân thì khi đến Tết Nguyên đán thì đều muốn mong muốn được sum họp gia đình. Thì đối với ngành điện thì thường xuyên phải túc trực để xử lý sự cố. Thế thì việc ứng trực mà cũng như trực của Điện lực thành phố Hạ Long này làm sao để giải quyết nhanh nhất các sự cố xảy ra và cấp điện lại một cách nhanh nhất cho người dân trên địa bàn thành phố Hạ Long. Vâng, vậy thưa ông Sơn, ngoài cán bộ và nhân viên ứng trực tại trụ sở chính thì Điện lực thành phố Hạ Long có bố trí cán bộ nhân viên ứng trực tại những điểm nào không ạ? Điện lực thành phố Hạ Long cũng như là công ty sẽ thực hiện bố trí ứng trực và trực trên toàn địa bàn thành phố Hạ Long. Ngoài cái anh em trực tại văn phòng điện lực thì Điện lực thành phố Hạ Long bố trí các đồng chí lãnh đạo là trực trong các cái ngày trong cái dịp Tết. Bố trí trực tại các cái điểm liên quan đến các cái tổ đội sản xuất trên các địa bàn các phường cũng như là các cái khu vực mà vùng sâu vùng xa. Đấy, đặc biệt là đối với địa bàn thành phố Hạ Long thì trải dài trên từ khu vực Hoành Bồ trên vùng núi cao rồi khu vực bãi cháy liên quan đến khu du lịch, thì việc ứng trực sẽ đảm bảo cho là xử lý nhanh nhất các cái cố xảy ra. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tinh thần trách nhiệm cao và nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ hiệu quả, Điện lực thành phố Hạ Long nói riêng và Điện lực Quảng Ninh nói chung thì đang góp phần mang đến cho người dân một mùa xuân đầm ấm, sum vầy và an toàn. Tết là dịp sum vầy bên gia đình, nhưng với nhiều cán bộ công nhân vận hành nhà máy nước, Tết là dịp mà các anh vất vả nhất bởi nhu cầu sử dụng nước sạch để sinh hoạt, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa của người dân tăng cao hơn, khoảng 10% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, nhất là trong dịp Tết, trong năm 2023, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo một số nhà máy nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới hiện đại để nâng cao chất lượng nguồn nước cấp. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng hệ thống cấp nước tại một số địa phương có độ bao phủ cấp nước còn thấp như Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái, Hạ Long. Tính đến nay, đã có 270.000 hộ khách hàng trên toàn tỉnh được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp, trong đó có 200 hộ khách hàng được đấu nối sử dụng nước ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước giờ bọn tôi chỉ dùng nước giếng khoan này, nước khe này, nó có nhiều đá vôi quá thì dân bà con chúng tôi cũng không được yên tâm. Bây giờ được trên ưu tiên bên nước sạch cho chúng tôi một nguồn nước sạch dùng, thì Tết xuân về Tết đến thì chúng tôi có nguồn nước dồi dào rồi dùng cho nó yên tâm. Để tạo điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết, từ 2 tháng trước, công ty đã chủ động xây dựng các phương án cấp nước trong dịp Tết, bố trí 60% cán bộ người lao động trực Tết nhằm duy trì hệ thống cấp nước vận hành 24/7, đảm bảo phục vụ nhu cầu khách hàng. Trước đây 2 tháng, thì công ty đã tổ chức kiểm tra, rà soát các cái máy móc thiết bị, các cái tổ máy bơm, các máy móc thiết bị chuyên dụng, đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ các hệ thống tuyến mạng trên mạng lưới cấp nước của công ty, chủ động xử lý ngay các sự cố hệ thống cấp nước có nguy cơ tiềm ẩn gây ra sự cố, đồng thời là chủ động vật tư, máy móc thiết bị để chủ động khắc phục các sự cố nếu trong dịp Tết xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây là nhà máy nước Đồng Mây thuộc xí nghiệp nước Uông Bí, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,
Cũng giống như với ngành điện, ngành nước, các cán bộ, công nhân của công ty vẫn đang miệt mài làm việc để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong dịp Tết. Gần 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh cùng các đồng nghiệp ở nhà máy nước Đồng Mây, xí nghiệp nước Uông Bí đã quen với việc đón Tết muộn. Bởi lẽ khi mọi người có thể quây quần bên gia đình người thân hoặc du xuân trong những ngày Tết, thì chị vẫn đều đặn có mặt tại nhà máy, nơi được ví như trái tim cấp nước của thành phố Uông Bí, để làm tròn nhiệm vụ của người công nhân vệ sinh bể lắng lọc, góp phần cùng công ty đảm bảo nguồn nước sạch cấp cho nhân dân trong suốt những ngày Tết. Mặc dù không được sum vầy cùng người thân đón Tết, nhưng chị Thanh cùng các đồng nghiệp trong nhà máy cảm thấy rất ấm lòng khi lãnh đạo công ty, xí nghiệp luôn quan tâm động viên và chăm lo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để anh chị em công nhân an tâm công tác, vui xuân đón Tết tại đơn vị. Ban lãnh đạo xí nghiệp đến thăm và chúc Tết toàn bộ cán bộ nhân viên nhà máy nước Đồng Mây. Xin chúc các anh em nhà máy luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì đến chúc Tết đầu xuân năm mới thì ban lãnh đạo cũng có chút lì xì mà mừng tuổi anh em nhân dịp đầu xuân năm mới. Xin chúc Tết em nhé. Chào chị nhé. Vâng, chị nhé. Vâng. Chào chị nhé. Vâng, chị. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài tiền lương và thưởng Tết theo quy định thì những cán bộ, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết còn được công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh tặng kèm theo một phong bao lì xì như thế này. Và đây cũng là một nguồn động viên cổ vũ tinh thần mọi người làm việc thật là chăm chỉ trong dịp Tết này. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo xí nghiệp đã đến chúc Tết cùng với anh em trong nhà máy đầu xuân năm mới. Tôi chúc ban lãnh đạo và toàn thể các anh em cán bộ, công nhân viên xí nghiệp nước Uông Bí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công ty giao. Cá nhân tôi thì xin cảm ơn ban lãnh đạo xí nghiệp đã xuống chúc Tết và xin hứa là Tết này thì sẽ nỗ lực vận hành được tốt để cấp nước thỏa mãn cho mọi người dân ạ. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới. Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa con người, giàu bản sắc Quảng Ninh. Theo đó, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt và vượt 12 trên 12 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tiếp tục đạt trên 10% và là năm thứ 10 liên tiếp tăng trưởng hai con số. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng. Cùng với đó, chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, với không khí thi đua lao động sôi nổi trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024, tại các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã tạo nên một khí thế quyết tâm cao, hứa hẹn một năm mới nhiều triển vọng với nhiều thắng lợi mới. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.